Xin chào tất cả anh em, chúng ta đến với Liên Quân vì nhiều mục đích và mục tiêu khác nhau. Người thì muốn thể hiện kỹ năng, trai hết rank kinh khủng, phải 1-200 sao mới thỏa sức, luôn thành thạo hoặc là cố gắng như vị tướng hợp meta. Hoặc là nhiều bạn chơi kiểu cho vui, giao lưu bạn bè thôi. Có nhiều bạn lại yêu thích một vài vị tướng, cầm vào là thấy sướng, lúc nào cũng đem ra đánh cơ. Hay là một số nhỏ, thích vì crush, yêu Liên Quân, chơi Liên Quân, muốn chơi cùng, muốn leo rank cùng với nhau, tạo ra màn cầu đương khiến đồng đội phải gato. Và nhiều lúc nóng mắt, chưa kể như anh em còn có niềm đam mê cày chiến lực một vị tướng hoặc là các vị tướng anh em ưa thích, búp mega kill, búp like các kiểu. Nói chung là chỉ cần không hack hay là gian lận đấy ạ, S đều rất là khuyến khích anh em chơi theo cách riêng của mình. Vậy nên hôm nay S sẽ hé lộ cho anh em 5 vị tướng S thích chơi nhất, dù mạnh hay là yếu, mặc kệ hay hoặc là dở, và góc nhìn khác về các vị tướng này khi đeo rank của riêng bản thân S nhé. Và S mong rằng anh em sẽ chia sẻ các vị tướng anh em đam mê và thích chơi nhất ở dưới phần bình luận. Và lưu ý rằng, dù là anh em chơi dở hoặc là chơi hay, không quan trọng nhé, quan trọng là chúng ta thích. Thứ nhất là Ngộ Khỉ. Đây là một con bài S thích chơi khi gặp team ngon. Thật ra thì khi đeo 100 sao đấy ạ, cùng team thì S không dám chơi con bài này nhiều đâu. Lâu lâu gặp team hợp đấy ạ, thì mới dám chơi. Bởi đây là một con bài nhân phẩm mà, kiểu hôm nào mà anh em cảm thấy đỏ quá đấy ạ, thì chơi thôi. Thế S nghĩ rằng, Ngộ Không là một vị tướng đem lại rất nhiều cảm xúc cho người chơi. Từ việc hào hứng khi liên tục nảy chí mạng, hay là một lúc đập 4 nhát mà không chí mạng là cảm thấy hơi toang rồi đấy. Tất nhiên là cũng do chất tướng quá phụ thuộc trang bị chí mạng, nên là Ngộ Không mới là con tướng được kiểu là đỏ đen. Khắc phục thì S nghĩ đơn giản thôi, cứ đóng các trang bị tăng tỷ chí mạng như thánh kiếm hoặc là song đao, và nếu cần thì lên cả cung tà ma khi đi đường. Đầu game đóng 4 găng tay tăng tỷ chí mạng thì anh em đập phê khỏi nói. Chí mạng xứng tay, hay là các lần sốc chết kẻ địch khiến kẻ địch bốc hơi mà không biết chuyện gì xảy ra, hay là những pha tàng hình móc lốp, tất cả đều mang đến cho anh em những trải nghiệm thú vị về con bài này. Cứ nhìn thấy mấy con bài màu giấy đấy ạ, hay gậy lên bảng ngay, một cảm giác cực kỳ thoải mái nha anh em. Lưu ý rằng, chúng ta sử dụng phi hiệu ma tính, nâng max chiêu 2 và cài máu thấp nhất. Nhớ là tung chiêu phải đánh thường nhé, tiếp cận và gây lượng sát thương tối ưu. Và đỡ trang bị thì chúng ta mới có thể hung hăng hổ báo được. Ưu tiên gank và bắt vào con mồi máu giấy hoặc là siêu thấp máu nhá. Đầu game đấy ạ, anh em cứ đi rừng, cố gắng farm thôi. Sắm ngay một đồ rừng cấp 1, sau đó anh em đóng ngay cho bản thân 3-4 găng, giúp anh em tăng tỷ lệ chí mạng, đập thôi rồi. Kết hợp bảng ngọc 36% sát thương chí mạng là quá ngon nhá. Không thì anh em có thể dùng tạm bảng 16% tỷ lệ chí mạng. Cố gắng lên cấp độ 4 sớm, rồi anh em tăng sự cơ động, băng xả ra và giao tranh ổn hơn. Ở giữa game ạ, chúng ta cứ farm và gank khi có cơ hội. Ngộ là vị tướng late game mà, nhưng nhớ là khi chúng ta quá găng tay đấy ạ, đập cực kỳ đau, gặp tướng món giấy hay là thấp máu đấy ạ, đập bể mồm ngay. Farm và gank cùng team khi có cơ hội thì chúng ta có thể ăn các mục tiêu như là rồng, hoặc là có thể lèn vào rừng kẻ địch xin vài con quái hoặc là bùa nhá. Cứ đảo đường farm cùng với đồng đội. Trước khi giao tranh đấy ạ, anh em nhớ ẩn nấp tránh lộ tầm nhìn, cho đồng đội băng xả trước và ta vòng sau bắt chủ lực hoặc là vét mạng. Khi muốn tiếp cận con mồi màu giấy đấy ạ, anh em có thể vận dụng chiêu 1 tiếp cận bất ngờ bằng nội tại, sau đó khống chế với chiêu cuối đập sốc chết ngay. Hạ xong đấy ạ, chúng ta lùi ra đợi hồi chiêu bằng chiêu 1 và chiêu 2 nhé các bạn ơi. Khi bị truy đuổi đấy ạ, anh em hoàn toàn có thể vận dụng chiêu 1 chiêu 2 và kể cả là lần tăng hình của chiêu cuối để có thể tận dụng các bụi cỏ bờ tường để ao các pha truy đuổi kẻ địch. Nếu game chưa kết thúc được sớm nhá và kéo lết không sao nha anh em nhớ là Ngộ đánh lết không phải là dạng vừa, chất tướng mà anh em. Tầm này đấy ạ, khi phun đồ vẫn tiếp tục chơi ở nấp, gặp chủ được kẻ địch đi lẻ đấy ạ là vụt ngay, nhưng nhớ là vào sau giao tranh né bọn trợ thủ nó ra nhá, hoặc là đợi bọn nó tung chiêu thức quan trọng ra chúng ta mới vào và úp ngay. Đây là con bài đánh rất là phê bởi chí mạng ai ai đều thích, lối trang bị khá đa dạng cho anh em, gặp máu giấy nhiều quá đấy ạ, chơi ngay quả nanh thì đập siêu thấm. Anh em chỉ cần farm ra một tranh hợp lý, bắt chủ được kẻ địch là ok. Đương nhiên khi có lợi thế đạn, Ngộ Không ăn mục tiêu hay đẩy trụ không phải là dạng vừa. Thứ hai, Zata. Mặc dù mới xuất hiện nhưng Zata lại mang đến sự khác biệt. Có thể anh em đã quá quen với sự bay nhảy của Nagrod hay là những pha tung hoa đẹp mắt của Fro, nhưng Zata lại là kiểu bay lên không trung tung lông chim siêu đẹp mắt. Ép thứ nhất ở Zata đó chỉ là các pha múa xung kích sốc chủ được kẻ địch, hoặc đặc biệt là mấy con xạ thủ mỡ giấy nha anh em, sướng tay thực sự. Nhưng nói thật với anh em, hành trình đeo 100 sao mà cầm con Zata đấy ạ, hơi mệt một chút, không dễ thở như mấy con rap hay đi đắc một chút nào. Vì thứ nhất, kẻ địch làm gì đứng im cho anh em combo 3 khoảng 5 giây chiêu cuối hồi đâu. Có khi đấy ạ, đang múa, đứng lại một nhịp thôi để tung chiêu hoặc là đánh thường bù thêm đấy ạ. Ăn ngay quả khống chế hoặc là bị sốc là lên bảng ngồi chơi rồi. Nên mới nói, con bài này rất là cần kỹ năng, mà ép thì kỹ năng cũng xoàng thôi, chủ yếu là thích bay nên chơi. Đôi lúc chúng ta không hiểu tại sao nhưng lại thích một vị tướng nó như vậy đấy anh em. Nói về sức mạnh đấy ạ, chúng ta phải công nhận là ở mức độ khó chơi, rồi là độ hiệu quả là chưa cao trong pha giao tranh tổng. Duy nhất chỉ có các tình huống bắt lẻ là Zata làm rất tốt.
Và không thể bỏ qua được đó chính là khả năng cấu đỉa từ chiêu 1, chiêu 2 và đòn tay của Zata đấy ạ. Không phải là dạng vừa đâu, đặc biệt là từ đầu game. Yếu điểm như là chiêu cuối bắn lông chim linh tinh này, rồi gặp trợ thủ mà lấy cái lệnh bài thần phong đấy ạ, thì rất là khó sốc. Phụ thuộc nhiều chiêu cuối, rất sợ mấy con ẩn nấp rồi sốc cả thương như là Zena hoặc là quá cơ động. Hiện tại Zata chưa đến mức để phổ biến, nhưng S đều mong rằng ở phiên bản sắp tới đấy ạ. Tại vì chúng ta thông tin tăng sức mạnh rồi anh em. Tăng sức mạnh hy vọng sẽ được sử dụng và sử dụng dễ dàng hơn. Lưu ý rằng chúng ta sử dụng hiệu ma chú và thần quang, nâng mắc chiêu 1 và cài máu thứ nhất, phép bổ trợ tốc hành, hoặc là anh em có thể cầm Zata đi rừng nhá. Zata, hãy bất kỳ vị tướng pháp sư đi đường mít nào, đầu game đã anh em di chuyển sang bụi cỏ để lấy kiểm soát tầm nhìn này. Zata dọn lính nhanh nha anh em yên tâm một này. Sau khi dọn lính xong đã, anh em di chuyển cùng trợ thủ check rừng kẻ địch, nếu có thể đã tranh chấp hoặc là cướp lấy mục tiêu bùa quá nhỏ, sau đó quay trở lại đường và tiếp tục farm. Nếu trao đổi thức đã, đừng ngần ngại vì đầu game Zata rất là mạnh ở khoản trao đổi. Anh em nhớ là đánh tay 2 lần trước, sau đó vào tranh đấy ạ. Các bạn đánh tay lần thứ 3, cấu đỉa kẻ địch rất có lợi thế. Kiểu là đánh thường 2 lần đấy ạ, sau đó bắn lần thứ 3 cường hoa của kẻ địch, cấu đỉa rất nhiều. Tung chiêu 1-2 cấu đỉa kẻ địch, sau đó đánh thường tiếp ạ. Ma chú kích hoạt đảm bảo khiến kẻ địch máu giấy phải hú hồn anh em ơi. Có một cách check các bụi cỏ từ chiêu 1, chiêu 2 đó chính là chúng tướng địch là hồi chiêu cuối, chút chút thời gian nhá. Về giữa trận đấy ạ, bạn phải hết sức cẩn thận vì Zata máu rất là mỏng đấy ạ. Bạn sẽ luôn là con mồi béo bở để các người đi sâu đường hoặc là sát thủ tiên địch đình đập, đặc biệt là bọn sông át thương và có khống chế nhà Zena, Richter hay là Zuka nhá, và nhiều con bài khác. Nếu chẳng may gặp nguy hiểm đấy ạ, thì đừng ngại dùng chiêu 3 để rút lui ngay. Nếu chưa tiến hành xung kích, chiêu 3 sẽ hồi lại rất nhanh, nên các bạn cứ yên tâm. Anh em đừng bao giờ thấy xung kích một lần xịt hoặc là xung kích hai lần xịt không bay được là buồn là tủi, chả có gì phải lo cả, anh em sẽ hồi chiêu nhanh thôi. Tung chiêu 1 và 2 chuẩn vào các mục tiêu giúp anh em giảm hồi chiêu nhanh và xung kích tiếp. Về combo đấy ạ, đa dạng lắm anh em. Đa số là 1-3, xung kích 3 lần để dứt điểm kẻ địch từ xa. Nói thẳng ra, hơi thô một chút đó chính là ca hết mạng nhá. Combo 1-2 đánh thường cấu rỉa liên tục, trước và trong tranh. Có cơ hội đấy ạ, thì chúng ta chiêu 1 và chiêu 2 lướt vào, chiêu 3 xung kích các lần. Trong các lần xung kích đấy ạ, các bạn nhớ đánh xen kẽ ở đánh thường nha các bạn. Tại vì sau các bạn xung kích xong đấy ạ, các bạn kích hoạt nội tại đấy ạ, các bạn đòn đánh tay là đòn đánh cường hóa và tiếp tục xung kích. Và sau đó các bạn có thể tiếp tục tung chiêu 2 hoặc là chiêu 1 bù thêm, tiếp tục xung kích và dứt điểm bay lên với các lông chim tấn công kẻ địch nhá. Ad khẳng định với anh em một điều là đây là một vị tướng lý thuyết khó đi đôi với thực hành lắm, vì còn tùy tướng địch khống chế ra sao, máu và sát thương như thế nào. Anh em chỉ cần nhớ cho Ad đó chính là cấu đỉa liên tục với chiêu 1, chiêu 2 và đòn đánh thường thứ 3 được nhé. Anh em mà lao vào mở tranh một mình đấy ạ, chỉ có cạp đất mà ăn thôi. Giai đoạn cuối game, lời khuyên cho các bạn đó chính là liên tục check bản đồ và lựa chọn vị trí thuận lợi phía sau tanker và cạnh trợ thủ, hay là cạnh các vách đá, các bụi cỏ để liên tục vận dụng chiêu 1, chiêu 2 nhá. Cố gắng hồi chiêu cuối thật nhanh, cách thức thì chúng ta có rồi mà. Một là dùng combo 1-2 hoặc là 2-1 vào mặt kẻ địch để hồi. Thứ hai là anh em xung kích, cố gắng đợi mục tiêu bị khống chế, tức là bị choáng hay là bị khống chế đấy ạ. Sau đó các bạn tung 2-1-3 nổ nội tại chồng 3 lần lên nhau, giúp anh em có thể hồi chiêu cực đỉnh 3 hoặc là 5 giây đã hồi lại chiêu cuối, chúng ta lại chiêu cuối tiếp. Nhưng nói thật với anh em, đây chỉ là lý thuyết và thực hành ở đấu luyện thôi. Vào rank đấy ạ, trừ khi kẻ địch bị ăn choáng của Slim 3,5 giây hay là của Lavin đấy ạ thì mới chơi thôi, còn không đấy ạ, có mà cạp đất mà ăn đấy. Thứ ba, Scott. Em thích con bài này không phải vì nó sâu đường khỏe mạnh, không phải là vì nó hot meta hay gì, mà đơn giản là thích ở cú đấm one hit dù không chí mạng như là Ngộ Không. Nhưng nếu sang chín ạ, một đấm bay màu chủ được kẻ địch quá đơn giản. Anh em sẽ cảm thấy rằng khi mà Skirt lũ bụi sau là lao ra đấm bốc hơi kẻ địch, chỉ là một cú đấm thôi, chiêu 2 đủ khiến kẻ địch hoang mang rồi. Đương nhiên, với lối lên trang bị full sát thương hiện tại, anh em vào không chuẩn thì chỉ có nằm ngay. Nên đây là vị tướng cần ẩn nấp đợi thời cơ, tin giao tranh ta luồn sau và tìm cơ hội. Vận chiêu 2 căn đo thời gian, dùng chiêu 1 kèm tốc biến khi cần, hạ gục chủ lực kẻ địch nhá. Ngoài khả năng một đấm bay màu ra đấy ạ, điều em thích nhất ở Skirt đó chính là khả năng dọn lính nhanh, phá trụ khỏe. Một đấm tầm cuối game là bay gần cái trụ rồi anh em ạ. Lưu ý rằng chúng ta sử dụng hiệu ma tính, nâng mắc chiêu 2 và cài máu thứ nhất, phép bổ trợ đương nhiên rồi, tốc biến nhá. Skirt không khó chơi, chỉ cần anh em chỉnh thời gian chiêu 1 và combo cho chuẩn là được. Combo khi bắt chúng ta thể hình dung đơn giản là gồng chiêu 2, sau đó chiêu 1 vận dụng đúng khoảng cách có thể kèm tốc biến, dùng chiêu 3 để mà khống chế khi chưa đủ sát thương, và lôi bằng chiêu 1 khi cần hoặc là truy đuổi con mồi nhá. Cái khó chính là di chuyển và giao tranh hợp lý và đúng thời điểm. Đa số ta phải đợi kẻ địch hết chiêu khống chế hoặc là cơ động thì mới có thể dễ dàng được. Bởi nếu xịt chiêu 2 mà không có đồng đội chống ngã thương đấy là toang ngay. Đầu trận thì anh em cứ farm thôi, sử dụng chiêu 2 để farm nhanh, sau chúng ta di chuyển sang đường mid cùng trợ thủ lấy tầm nhìn và gank khi cần thiết. Đây là một con bài cần đồ nha anh em.
và thủ đường khá ok. Tại vì chúng ta có cái nội tại hồi phục ổn mà anh em. Hồi phục ổn, dọn lính nhanh, kẻ địch làm gì được chúng ta, đúng không nào? Ở tầm giữa game anh em farm và đảo đường farm liên tục, đặc biệt là ra đường mid để làm kinh tế nhá. Farm xong ta đảo gank cùng team và tìm kiếm một con mồi ngon ăn. Em thích nhất đó chính là ba trang bị thương xuyên phá, phức hợp kiếm và nhanh phân nia. Cho Skirt giúp con bài này tối đa lượng sức thương sốc nhá. Gank cùng team ẩn núp và đợi thời cơ. Nếu chẳng may bị keo cứu trận đấy ạ, anh em đừng lo lắng, nhưng em tuyệt đối cẩn thận vì giờ toàn là liềm rồi giáp của mệnh, cả cung tà ma. Bọn nó chỉ cần một pha tốc biến out được chiêu 1 chiêu 2 của bạn là bạn nằm ở đấy. Nên cần phải di chuyển áp sát kẻ địch hợp lý, tránh để lộ tầm nhìn. Chơi Skirt mà lộ tầm nhìn là toang ngay. Đẩy trụ nhanh cùng team giúp anh em thể dễ dàng win nhá. Dù sao vẫn là game phá nhà mà anh em, gồng 5 điểm và đấm thôi. Thứ tư, Joker. Cùng với Elsu thì Joker là thuộc dạng xạ thủ đặc biệt với cái lối chơi riêng. Đây là một con tướng khỏe đầu game, cấu đỉa ăn mạng dễ dàng. Nhưng điểm làm S thích nhất và cảm thấy khoái nhất đó chính là các tình huống outplay đối thủ, đặc biệt là bọn sát thủ vật lý nhá, như là Zuka rồi Murat hoặc là mấy con xạ thủ đối đầu đấy ạ. Chiêu hai né hết sát thương và sốc kẻ địch với chiếc quế cùng các pha bắn nội tại. Joker không quá mạnh ở các tình huống giao tranh dài hơi nhưng lại cực kỳ nguy hiểm với các tình huống bắt lẻ ganh lẻ. Joker hiện tại đấy ạ, thoải mái đi kèo trên sau bị tướng xạ thủ khác bởi khả năng cấu đỉa ngay từ đầu mà anh em. Ở meta này khi team của Joker đấy ạ, anh em nên ưu tiên ganh cho Joker nhiều hơn, chiếm được lợi thế đầu game sẽ dễ dàng win. Tuy nhiên nếu chẳng may bị kéo cuối trận đấy ạ, các bạn phải ưu tiên trang bị bắn tay và giữ vị trí trong tranh nhá. Và khi chơi Joker, team nên có 1-2 vị tướng đánh lết, ví dụ như là Didac, Lili hoặc là đường tà thần có con bài như là Zena, Fro v.v. để tránh về cuối trận đấy ạ, không đủ sát thương nhá. Lưu ý rằng chúng ta sử dụng hiệu đa dạng, anh em thể tùy lối đánh mà sử dụng như là chuyển sinh, là ma tính, ma chú, nâng mắc chiêu 1 và cài máu thấp nhất, phép bổ trợ tốc biến. Đầu game đấy, anh em kêu gọi team ra mid ăn mạng, bắt các con mồi ra mid chậm, chết bụi và cấu đỉa tấn công nhá. Điểm mạnh của Joker chính là farm và dọn lính an toàn, cấu đỉa kẻ địch chưa tranh ở chiêu 1, cố lên 4 sớm. Vì khi ở cấp độ 4, các bạn có thể dễ dàng sốc chết xạ thủ kẻ địch. Và anh em nhớ rằng, dùng chiêu 2 thật cẩn thận đúng thời điểm nhé, để né sát thương bọn sát thương vật lý. Ở giữa cuối game đấy, tích cực di chuyển giữa đường rồng và đường mid và đảo các đường khác để ăn trụ khi cần thiết, liên tục gây áp lực và cẩn thận khâu di chuyển để tránh bắt lẻ nhá. Là xạ thủ mà anh em đừng mải ở tranh quá, chúng ta phải ưu tiên đẩy trụ khi có cơ hội. Có lợi thế là vào rừng kẻ địch đợi gank, địch đi lẻ với team ạ, cố gắng combo bắn nội tại dồn chiêu cuối, cần thì bù thêm nội tại ở chiêu 2, dứt điểm kẻ địch chạy với đòn đánh thường và chiêu 1 nhá. Các con bài màu giấy thì chỉ có sợ bạn thôi. Chiêu tranh đấy ạ, các bạn cấu để liên tục với chiêu 1. Trong tranh đấy ạ, các bạn vận dụng chiêu 1 và đòn đánh thường hợp lý. Sau ăn thương với chiêu cuối khi cần thiết là dùng để giữ khoảng cách nhá. Vận dụng chiêu 2 để né sát thương, đặc biệt là các vị tướng sát thủ vật lý. Joker khi blitz đấy, anh em nhớ cẩn thận bọn sát thương phép hoặc là sát thương chuẩn nhá. Đặc biệt là pháp sư, nếu anh em pick sớm Joker đấy, có thể phải đối đầu với con rừng nhà Kera, Pain hay là Zeal, tỷ lệ rất là cao. Nên các bạn nhớ cẩn thận, cần thì lên hẳn Hunting Choi hoặc là Gươm Urie hay là Liềm để tránh bị sốc chiến nhá. Vậy mới nói, pick Joker thì phải lựa team, địch máu giấy càng tốt, không có sát thủ phép đấy thì càng hợp lý. Và hơn hết, gặp team địch toàn tướng châu bò thì nhớ cẩn thận nhá. Thứ năm, Illumia là một vị tướng pháp sư thì nên hỗ trợ đồng đội khống chế giao tranh hơn là kiểu tự làm tự ăn như Rat và Toren. Chắc anh em cũng biết được thích nhất ở Illumia chẳng là tình huống sử dụng chiêu cuối để ca ăn mạng hoặc là ăn mạng hay là cướp các mục tiêu lớn, cướp bùa các kiểu, cảm giác nó sung sướng lắm anh em, kiểu dắt mũi được mấy thằng team địch hoặc là các tình huống lật kèo cùng team ra anh tổng và ứng cứu đồng đội trong găng tấc dù ở rất là xa. Và hơn thế, chúng ta chiêu hai dùng tốt đấy ạ, ủn các vị tướng sát thủ kẻ địch ra xa, phá chiêu các kiểu cực kỳ phê. Mặc dù thiếu cơ động nhưng hiện tại để mà nói chất tướng đeo đánh đấy thì em nghĩ rằng Illumia rất hợp anh em đi cùng team hoặc là có bạn bè nhá, kiểu kết hợp combo nhà Malok chiêu cuối Illumia bồi thêm hoặc là các vị tướng khống chế khác giúp Illumia có thể phát huy toàn bộ sức mạnh. Yếu điểm vẫn là thiếu cơ động và mỏng manh rồi, nhưng cô nàng khi bị tiếp cận nhá vẫn có thể phản công bình tĩnh tung chiêu 2, sau đó vận dụng chiêu 1 bồi ngay chiêu cuối. Đây là cách có thể giúp anh em có thể out kẻ địch và tẩu thoát, kể cả hạ gục tướng địch đấy. Lưu ý rằng chúng ta dùng hiệu thần quang hoặc là thánh thuấn, chuyển sinh khi cần thiết, nâng mắc chiêu 1 và cài máu thấp nhất, phép bổ trợ tốc hành hoặc là tốc biến nhé. Đầu game anh em mới chơi như là ra ta thôi, cố gắng lên sớm cấp độ 4. Yên tâm là Illumia mà gặp mấy kèo cận chiến ạ, thoải mái rỉa và dọn lính nhá. Chiêu cuối Illumia nên dùng chung với hiệu ứng làm choáng hiện rộng, ví dụ như chiêu cuối Malok, Cóc và các vị tướng khống chế khác, tăng khả năng làm choáng và đối phương sẽ không kịp làm gì với các hiệu ứng làm choáng tiếp được. Giữa game đấy anh em gank cùng team nhé, nhưng nhớ là trước khi gank các bạn phải dọn lính đường mid trước, cố gắng canh chuẩn thời gian vận dụng thần trận để cướp rồng, can thiệp giao tranh. Đặc biệt hơn đó chính là lật kèo một game nếu bạn cướp được tà thần từ tay đối thủ, nó lại quá thú vị luôn anh em. Tung chiêu một cường hóa và vận dụng chiêu hai tốt giúp anh em khống chế kẻ địch liên tục. Anh em rất có ưu thế khi giao tranh trong khu vực hẹp như là trong rừng hay là hang rồng, hang tà thần.
cuối game đấy ạ, nên di chuyển cùng trợ thủ và xạ thủ. Bởi anh em ngoài việc khống chế đấy ạ, thì có thể bảo kê chủ lực của mình như là xạ thủ chẳng hạn. Idomir là vị tướng có độ khó khá cao, nếu bạn đánh quen thuộc rồi đấy ạ, sẽ rất là bá đạo và khó bị kẻ địch tiếp cận. Combo bất ngờ thì chiêu một cường hóa không chết kẻ địch, cứ thế mà cấu đỉa thôi. Địch tiếp cận đấy ạ, uốn chiêu 2, sau đó dùng chiêu 1 cường hóa giáng chiêu cuối. Nếu địch thấp máu và máu giấy có thể ăn mạng luôn nhá. Trên đây là con bài, dù là vị tướng không phải là hot beta gì cả, nhưng có cơ hội là S lại thích chơi, không phải là vì nó siêu mạnh hay là gì, mà đơn giản là mình thích cơ chế, thích lối chơi của nó mà thôi. Đó là S. Còn anh em thích nhất vị tướng nào và lý do gì khiến anh em thích vị tướng đó, comment ngay dưới video nhé. Xin chào và gặp lại anh em ở trong các clip lần sau. Nếu thấy video hay và có ích, các bạn đừng tiếc gì một like và share video nhé. Bạn nào chưa đăng ký kênh, cho S một đăng ký và bấm nút chuông để nhận được các thông tin mới nhất vì nó hoàn toàn miễn phí. Cảm ơn anh em rất nhiều.